đứng trên tầm cao của thời đại, biến lời kêu gọi của Bác thành hiện thực trên quê hương Vĩnh Phúc. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định xây dựng công trình Đại Thủy Nông Hồ Đại Lài. Nghị quyết tỉnh ủy năm 1959 như một quyết tâm thư của toàn dân trước một công cuộc lớn. Cảm ơn những trí tuệ của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày ấy đã sớm nhìn ra tầm vóc của công trình. Đại Thủy Nông Hồ Đại Lài không chỉ phục vụ nhiệm vụ trước mắt là cấp nước cho 2.900 ha, mà trong tương lai hồ còn là một quần thể du lịch sinh thái. Hồ Đại Lài còn phục vụ cả nhiệm vụ quốc phòng. Một tầm nhìn chiến lược, một quyết định đúng đắn đã cho chúng ta có một Hồ Đại Lài hôm nay. Ngày ấy nơi đây là một vùng bán sơn địa, mùa mưa nước dồn về ngập úng, mùa cạn nước rút còn lại là những thửa ruộng bậc thang khô nẻ. Bên cạnh đó là những suối lạch ngập bùn, cỏ lau gai góc cùng dòng nước chua phèn nổi váng. Lịch sử và nhân chứng thuộc về những con người đã bổ nhát cuốc đầu tiên xuống lòng hồ. Những nhát cuốc giờ đã chìm sâu hàng chục mét. Những trai tráng 18 đôi mươi ngày ấy bây giờ đều đã ngoại 70 tuổi. Họ đã thuộc lớp người xưa nay hiếm, nhưng những đóng góp của họ cho Hồ Đại Lài mãi mãi còn dạt dào, mênh mang như mặt nước hồ vậy. Ông là Lê Đức Thịnh, một trong những người có mặt đầu tiên trong đoàn quân thanh niên xung phong đi xây dựng Hồ Đại Lài. Với ông, những ngày tháng, mỗi khi nhớ lại, bao giờ cũng xúc động, nghẹn ngào. Chúng tôi trong ban liên lạc đã phải tìm tới gia đình các đồng chí, tìm đến đồng chí Đinh Văn Quý, biết đồng chí đã hy sinh, bị chết cách đây 7 năm. Nhưng chúng tôi vẫn tìm đến gia đình, thắp nén nhang, hỏi thăm gia đình để tìm những cái gì có liên quan đến di tích lịch sử, cái gì đến cái hồ sơ liên quan đến thanh niên xung phong của Đại Lài. Còn như cách đây 50 năm, nơi này là một công trường lớn. Từ sau ngày đồng chí Hồ Ngọc Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bổ nhát cuốc động thổ, lúc nào trên công trường lao động cũng có hàng ngàn dân công đào cuốc, gồng gánh, đẩy xe cút kít, đầm nền, xây móng. Mang phẩm chất của người thanh niên xung phong Hồ Đại Lài, các cựu thanh niên xung phong với 9 năm đi tìm đồng đội, đi tìm một phiên hiệu cho đơn vị của mình, hiểu được sự vất vả của 9 năm ấy, ta mới thấy hết được niềm vui của họ khi ngày 28 tháng 5 năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định công nhận phiên hiệu thanh niên xung phong Hồ Đại Lài và cho phép tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống. Thưa các quý vị, thưa toàn thể hội nghị, tôi thay mặt ban liên lạc truyền thống xin báo cáo truyền thống đơn vị thanh niên xung phong đi dựng Hồ Đại Lài được thành lập ngày 17 tháng 10 năm 59 đến tháng 6 năm 1963, thời gian 3 năm 8 tháng. Thực hiện nghị quyết của tỉnh Vĩnh Phúc năm 1959 trong công cuộc khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương sau hòa bình ở miền Bắc. Tháng 7 năm 1954, tỉnh ủy quyết định xây dựng công trình Đại Thủy Nông Đại Lài để chủ động phục vụ sản xuất nông nghiệp, tạo cảnh quan sinh thái là khu trung tâm du lịch và công tác quốc phòng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã huy động sức người, sức của để xây dựng công trình phát triển kinh tế cho tỉnh nhà. Con chim biết nhớ đàn, nhớ tổ. Với những người đi xây dựng Hồ Đại Lài,
những ngày tháng họ có mặt trên công trường đã trở thành ký ức của một đời con người. Bao gian nan, vất vả, thiếu thốn, từ bữa cơm thường ngày đến chăn màn, lán trải, vân vân. Trong những người đi xây Hồ Đại Lải ngày ấy, lại được quản lý một gia tài giàu có, đó là tuổi trẻ và nhiệt tình. Chính tuổi trẻ và nhiệt tình đã giúp họ vượt lên tất cả để hoàn thành công trình mà Đảng và nhân dân giao phó. Rất nhiều tấm gương sáng đã xuất hiện trong lao động. Họ trở thành những chiến sĩ, dũng sĩ thi đua trong các chiến dịch vận chuyển hoàn thành kế hoạch. Đồng đội hôm nay vẫn nhớ về họ. Đó là những chị Nguyễn Thị Mạc, Nguyễn Thị An và còn nhiều chị em khác. Đó là các anh như anh Tùng, anh Xê, vân vân. Là những kiện tướng đầy xe cút kít. Đặc biệt, vinh dự và tự hào, năm 1961, chị Nguyễn Thị Thước đã được bầu làm chiến sĩ thi đua đại diện cho đơn vị đi dự hội nghị thi đua của Trung ương Đoàn tổ chức ở thủ đô Hà Nội. Với ông Lê Đức Thịnh và đồng đội, không bao giờ quên những kỷ niệm vô cùng tự hào. Đó là những ngày toàn công trường được đón Thủ tướng Phạm Văn Đồng về thăm. Thủ tướng đã khen ngợi tinh thần lao động của mọi người, đồng thời chỉ ra những tồn tại cần khắc phục. Trên 3 năm xây đắp công trường còn được Trung ương Đoàn về thăm và động viên khích lệ. Đặc biệt, công trường còn được đón đoàn đại biểu thanh niên Công Xô Môn Liên Xô tới thăm và có nhiều hoạt động thắm tình bạn bè quốc tế. 50 năm đã trôi qua. Với những người xây dựng Hồ Đại Lải, họ không bao giờ quên những giây phút trọng đại trong đời. Đó là ngày các đồng chí Hồ Ngọc Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Kim Ngọc, Bí thư tỉnh ủy, cùng Ban chỉ huy công trường cắt băng khánh thành công trình Đại Thủy Nông Hồ Đại Lải. Vừa đó mà đã 3 năm 8 tháng, thời gian được tính bằng mồ hôi, công sức và trí tuệ của bao con người. Một hồ nước mênh mông, con đập như bức tường thành, đã nói lên những hy sinh cống hiến của đội ngũ cán bộ thanh niên xung phong Hồ Đại Lải. Ngày công trình hoàn thành cũng là ngày các lán trại được dỡ đi. Gần 1.000 con người từng gắn bó chung sức chung lòng trong lao động, nay đến lúc phải chia tay. Ông Nguyễn Ngọc Khánh, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 2, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư tỉnh đoàn lao động Vĩnh Phúc, nhớ lại ngày ấy với bao xúc động. Tôi rất là thời gian tôi công tác Vĩnh Phúc không nhiều. Tôi nhớ là sau khi ở bí thư tỉnh tương lai thì các công chức Phúc Bắc họ bình luận lại sẽ sửa sai điều tôi lên một bí thư tỉnh được. Thế nên là đại hội năm 1989 chúng tôi tỉnh tỉnh miền tỉnh kiều là bí thư tỉnh đoàn Hưng Yên. Tôi ở tỉnh đoàn tôi không nhớ thì ba năm sau hai tôi về chúng tôi rất mong các đồng chí ở ba như là tập thể các đồng chí có mặt hôm nay nghĩ cái cách thế nào đó để chúng ta duy trì phát triển cái tổ chức này, nếu như lúc mà chúng ta thấy cần kết thúc, chúng ta sẽ kết thúc để làm một cái ấn tượng thật sâu sắc cho tất cả chúng ta và để làm một cái ấn tượng sâu sắc cho con cháu chúng ta và để làm một cái ấn tượng sâu sắc cho cái tổ chức của chúng ta đối với địa phương. Thì đây là cuối cùng tôi rất mong mỏi. Còn nếu có lời cần đã cái gì tôi là con có được đi tha thứ. Một lần nữa tôi xin thay mặt
cho anh Mã và tôi hôm nay được về với những các đồng chí. Xin cảm ơn các đồng chí và chúc sức khỏe tất cả các đồng chí có mặt hôm nay ở đây, và cho tôi và anh Mã chuyển lời hỏi thăm các đồng chí hôm nay vắng mặt không có điều kiện đến dự được. Một lời chúc sức khỏe và mong các đồng chí thành đạt trong tất cả các lĩnh vực. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt cho tuổi trẻ như thế này, con cháu các bác các chú đang tiếp tục kế tục sự nghiệp cho các chú cha thế trẻ, tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự đóng góp và vai trò to lớn của các thế hệ các chú đã trong quá trình thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hôm nay được về dự hội nghị gặp mặt 50 năm kỷ niệm gặp mặt truyền thống thanh niên xung phong xây dựng công trường Hồ Đại Lạc, tuổi trẻ luôn ý thức được rằng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và lãnh đạo tuổi trẻ huy động tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nói chuyện tại kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bác Hồ nhiều đã dạy các cháu thế hệ anh hùng được sinh ra trong một dân tộc anh hùng. Tuổi trẻ ngày nay luôn ý thức được rằng đóng góp của các bác, các chú trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội là hết sức to lớn. Và trách nhiệm của tuổi trẻ ngày nay ý thức được rằng kế tục xứng đáng cái sự nghiệp các bác, các chú đã để lại để làm sao xây dựng đất nước Việt Nam trường tồn ngày một giàu mạnh và văn minh. Đặc biệt đối với công trình xây dựng của Đại Lạc, đây là một công trình có ý nghĩa và kinh tế được Đảng, nhà nước chỉ ra và tỉnh ủy Quốc đã chỉ ra giao cho đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành lập đội thanh niên xung phong để xây dựng công trình có ý nghĩa lịch sử này. Công trình này trong thời gian qua mang lại hiệu quả kinh tế xã hội trong hơn 20 năm, nó rất to lớn và phát triển của tỉnh Quốc. Thứ hai, về mặt ý nghĩa lịch sử, nó là một khu du lịch sinh thái của Việt Nam. Nhưng đối với tuổi trẻ, đối với đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có một ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn. Đó là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và ý chí sáng tạo của tuổi trẻ từ khúc cách đây 50 năm. Và đó là công trình lịch sử để giáo dục cho truyền thống của thế hệ trẻ tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày nay, ý thức được tầm quan trọng như vậy, cho nên tuổi trẻ Vĩnh Phúc xin hứa với các bác các chú sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đó để đóng góp vào sự nghiệp phát triển của tỉnh. Chia tay nhau, mỗi người một phương trời, một số phận, cuộc sống vận hành với bao bộn bề lo toan thường nhật. Rồi cả đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, tất cả cho chiến trường, tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì sự nghiệp thống nhất nước nhà. Đó là những năm mỗi con người đều hiểu nghĩa hy sinh vì đồng đội, vì sự nghiệp, vì cái chung đánh giặc cứu nước. Năm tháng cứ trôi qua, các cựu thanh niên xung phong xây dựng Hồ Đại Lải đã đến tuổi ông tuổi bà. Họ nhìn lại, họ tìm nhau, họ thảng thốt nhận ra những năm trong đoàn quân thanh niên xung phong đi xây dựng Hồ Đại Lải là những tháng năm đẹp nhất của đời người. Thế mà hôm nay, đoàn quân thanh niên xung phong ấy vẫn chưa được công nhận có một phiên hiệu. Hàng ngàn con người đổ mồ hôi trên công trường Hồ Đại Lải là có thật. Những tờ giấy khen, bằng khen cho tập thể cá nhân của huyện, của tỉnh, của trung ương đoàn là có thật. Đại thủy nông Hồ Đại Lải là có thực. Hồ hôm nay còn là điểm du lịch sinh thái thu hút mỗi năm hàng vạn, hàng triệu lượt khách. Ông Lê Đình Bảy, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Vĩnh Phúc, trong ngày họp mặt đã tâm sự. Công trình Hồ Đại Lải hiện nay đã đi vào lịch sử và mãi mãi là biểu tượng của sức lao động sáng tạo của hàng ngàn
thanh niên sung phong, dân cơ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng và trực tiếp là lực lượng xung kích do tỉnh đoàn thành lập. Hồ Đại Đái là một điểm sáng của du lịch của tỉnh nhà và các tỉnh lân cận, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, là nơi để địa điểm để tổ chức những diễn xuất cho các đồng chí đã thành công. Đó là niềm tự hào của chúng ta hôm nay và của Vĩnh Phúc mãi mãi sau này. Thông qua báo cáo, chúng ta thấy được cái tầm vóc, cái ý nghĩa quan trọng của công trình Hồ Đại Đái. Chính vì thế, được sự quan tâm của trung ương đoàn cũng như hội cựu thanh niên Vĩnh Phúc, tỉnh đoàn Vĩnh Phúc và hội cựu thanh niên Vĩnh Phúc đã tổ chức hội thảo và ghi nhận những đóng góp của các đồng chí và chính thức tuyên hiệu cựu thanh niên Vĩnh Phúc Đại Đái là thành viên chính thức của hội cựu thanh niên Vĩnh Phúc từ tháng 5 năm 2019. Chúng tôi đề nghị công chí nhiệt liệt hoan nghênh. Lễ kỷ niệm được tổ chức vui tươi lành mạnh, tiết kiệm, rất vui mừng phấn khởi. Đơn vị thanh niên sung phong đã có kỷ niệm. Nhớ lại những đóng góp to lớn của thanh niên sung phong Hồ Đại Đái, ông Nguyễn Văn Tôn, nguyên trưởng ty thủy lợi, phó chỉ huy công trường hồ chứa nước Đại Đái, nguyên bí thư tỉnh Vĩnh Phúc tâm sự. Riêng về cái đội thanh niên sung phong á, thì lúc bây giờ mới tổ chức thì lúc giờ là bí quá rồi. Nó quyết định là thành lập đội thanh niên sung phong nhưng mà cũng là mới, chưa có kinh nghiệm gì. Đấy. Cho lúc đầu là cũng rất là lúng túng. Thế phải điều một đồng chí thường vụ tỉnh đoàn thanh niên vào trực tiếp để phụ trách ở đấy. Thế rồi thì riêng tôi là tôi thì không ở trong ban chỉ huy đâu, nhưng mà tôi là phụ trách chung thôi. Đấy. Có thể nói là tuần nào tôi cũng vào để xem tình hình công trường làm thế nào, tình hình tổ chức lao động, rồi cái đội thanh niên xung phong tập hợp lại như thế thì huấn luyện cho anh em nghề nghiệp thế nào, rồi đảm bảo đời sống như thế nào để mà anh em hoạt động được. Có thể tuần nào cũng vào lần kiểm tra lại. Thế nơi nào một lúc nó bận lắm á, thì 2-3 tuần, nhưng mà còn thường xuyên phải vào lần. Còn thì để chỉ đạo các anh ở trong ấy, anh Sơn trực tiếp, anh Quỹ, anh gì đấy, Quỹ à? Thì trực tiếp anh làm ở trong ấy. Thế sau này thì bổ sung thêm anh Quỹ giúp đỡ anh Sơn nữa vào để trực tiếp chỉ đạo ở đấy. Thế lúc bây giờ thì cái điều kiện nó khó khăn quá. Mà anh em lên làm thì một là bỡ ngỡ, nông thôn ra chưa biết là làm thế nào. Đấy, và từ cái phá đá, từ cái lát kè, từ cái đổ bê tông, đấy, buộc sắt thép thế nào là phải huấn luyện chi tiết mới làm được. Nó có biết ai biết ra nào đâu. Đấy, nông thôn ra thế thì cũng mất công lắm. Thế thì giao cho anh em cán bộ kỹ thuật đấy tập hợp hướng dẫn vừa làm. Thì lúc bây giờ là cũng tốn công lắm, nhưng mà phải nói rằng là cái khí thế và cái tinh thần làm việc của anh em thanh niên lúc bây giờ thì thật là tuyệt vời. Đấy. Không có nề hà gì, không có hề đêm gì, không có sợ khó khăn gì. Đấy. Làm ở trong thì làm công trường. Đấy. Làm đất đá công trường thì nó vất vả lắm, mà nó khổ lắm, chứ không phải từ chỗ ăn chỗ ở, từ cái thiếu thốn. Đấy. Thế công việc thì vất, làm ngày làm đêm, có lúc phải làm 2-3 ca, như đổ bê tông phải làm 2-3 ca. Đấy. Mà làm có ít đâu, làm hàng vạn
khối bê tông không phải ít. Đấy. Thế đá thì chục vạn mét khối đá, có ít đâu. Nhưng mà anh em kiên trì làm được. Đấy. Mà không có sơ sẩy gì. Phải nói là lúc bây giờ anh em kiên trì làm đến cùng, không có trốn tránh gì, không có nề hà gì. Đấy là một cái điều mà tôi thấy cái tinh thần hết sức là quý báu của cái tinh thần anh em thanh niên lúc bây giờ. Không giống ở Đại Lải đâu, thanh niên xung phong đâu, mà như tôi thí điểm một cái công trình đập ngăn sông Cả Lỏ. Đấy, thì tôi mới thấy rằng là 3 tháng rồi làm xong một con đập ngăn sông như thế thì tinh thần ghê gớm lắm, quyết tâm lắm, mà làm quyết liệt lắm, không có nề hà gian khổ khó khăn gì mà anh em không vượt qua được. Đấy. Lúc giờ thì tiền không có nhé. Đấy. Có khi có gạo thì thiếu thốn nhé. Chỗ ăn chỗ ở chả có, nó đông như thế làm là nhưng mà vẫn vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ. Thì tôi nói với tinh thần thanh niên lúc bây giờ là rất là tốt. Đấy. Mà tôi nói thật cái này, bây giờ cũng không phải chê bai gì, nhưng mà ấy, anh em thanh niên bây giờ chưa chắc đã có cái tinh thần làm được như thế. Tôi nói, dám nói như thế. Đấy. Cho nên là không những là ở công trình Đại Lải mà ở các chỗ khác á, cũng thế. Đấy. Hay đi dân công thì phần lớn là thanh niên. Lúc bây giờ ấy, thế. Cho nên cái lực lượng ghê gớm lắm. Thì phải nói là hoàn thành được cái công trình Đại Lải, công trình đầu tiên, cũng là công trình đầu tiên của phía Bắc. Đấy. Và công trình đầu tiên của tỉnh, và thành công cái công trình lớn như thế, thì phải nói cái công lao hết sức to lớn của nhân dân, và đặc biệt là đội thanh niên xung phong có cái đã góp sức vào để thực hiện nó một cách rất là tốt đẹp. Con chim biết nhớ đàn, nhớ tổ. Những con người của 55 năm trước, khi công trường hoàn thành, họ chia tay nhau đi trăm ngả. Người về với làng quê, người vào các công trường xí nghiệp, người đi nhận công tác mới, vân vân. Nhưng có một ngày, họ lại tìm về với nhau bằng niềm tự hào đã từng khai sơn phá thạch, xây dựng Hồ Đại Lải. Họ tìm lại nhau khi tất cả tuổi đời đã ngoài 70. Trong cuộc đời dài dòng, biết bao điều họ có thể quên, nhưng những kỷ niệm về đồng đội, về những ngày xây dựng Hồ Đại Lải, lúc nào cũng tinh khôi nguyên vẹn. Làm sao có thể quên cái buổi chiều thiêng liêng và trang trọng khi ông Hồ Ngọc Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, động thổ khởi công xây dựng Hồ Đại Lải. Đấy là chiều 26 tháng 10 năm 1959. Làm sao có thể quên phút giây ông Kim Ngọc, Bí thư tỉnh ủy, cắt băng khánh thành mở cống tháo nước công trường 2 ngày 15 tháng 6 năm 1962. Làm sao có thể quên khi ông Nguyễn Ngọc Khánh, Bí thư tỉnh đoàn Thanh niên Lao động, đánh giá ghi nhận thành tích đơn vị thanh niên xung phong 3 năm từ 17 tháng 10 năm 1959 đến 17 tháng 10 năm 1962 đã hoàn thành công trình Hồ Đại Lải. Xúc động trong ngày gặp mặt 55 năm kỷ niệm ngày thành lập thanh niên xung phong xây dựng Hồ Đại Lải, 17 tháng 10 năm 1959, 17 tháng 10 năm 2014, ông Nguyễn Ngọc Khánh, tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tâm sự. Kính thưa các đại biểu, thưa toàn thể các
bác, các anh, các chị thanh niên xung phong cái thời kỳ năm 59-62. Tôi còn nhớ cái ngày đó tôi là bí thư tỉnh đoàn, tỉnh ủy và ban tỉnh có gọi tôi và anh Tôn, trưởng ty thủy lợi bây giờ, sang anh Kim Ngọc và anh Hồ Ngọc Thu, bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, có giao nhiệm vụ cho tôi và anh Tôn là tổ chức lực lượng làm sao để làm tốt cái hồ Đại Lải, giải quyết nước chống úng và chống hạn, biến hai huyện Bình Xuyên, Kim Anh thành diện tích lúa hai vụ, giải quyết đời sống cho nhân dân hai huyện. Tôi và anh Tôn nhận chỉ thị của hai đồng chí thay mặt tỉnh ủy và ủy ban tỉnh về, anh em chúng tôi có trao đổi. Tôi có nói với anh Tôn thế này, tôi nói là việc huy động thanh niên xung phong tích cực làm, khó khăn thì chúng tôi chịu được, nhưng về mặt kỹ thuật thủy lợi thì ở đây rất khó. Theo tôi biết thì cái dãy núi Tam Đảo là nước nó chảy quanh năm và nó thường xuống khe mà không biết nó chuyển đi đâu. Cho nên tôi đề nghị với anh Tôn, anh phải xuống cân nhắc thật kỹ, cử những đồng chí kỹ thuật có kinh nghiệm, mà nếu ta không đủ sức thì ta mời các đồng chí kỹ thuật ở Trung ương về trợ giúp, để trước khi làm chúng ta yên tâm rằng chúng ta làm nhưng rồi không phí công. Vì làm xong mà nước chảy hết thì làm không để làm gì. Anh Tôn với tôi nhất trí với nhau, anh lên Trung ương anh xin thêm cán bộ kỹ thuật về khảo sát kỹ. Và còn nói lại với tôi với anh Tôn, sau khi khảo sát tôi có nói thế này, tôi nói là cảm ơn các anh đã về giúp tỉnh, nhưng mà tôi nghe xong tôi chưa yên tâm, vì các anh chưa giải đáp hết những cái thắc mắc mà tôi nêu. Vì thế tôi đề nghị các anh về báo cáo lại, nếu cần thì mời chuyên gia nước ngoài sang. Chứ ở đây đá này là nó, tôi thấy nó chảy đi núi Tam Đảo, nó chảy suốt quanh năm mà nó chui đi đâu hết, có thấy nó lênh láng ra đâu rồi. Thế bây giờ mà mình chỉ khảo sát cái bề mặt về kỹ thuật thì rồi nay mai mình làm xong nó chảy hết hồ thì rất nguy hiểm, vừa phí công phí của. Thế thì các đồng chí kỹ thuật ở Trung ương đồng tình, và để chúng tôi mời các đồng chí có kinh nghiệm làm cái này ở nước ngoài để giúp mình xem là thế nào. Tôi bảo bây giờ phải khảo sát thật kỹ, chúng ta yên tâm là chúng ta làm được và làm nhất định là thành công thì mới làm. Còn mà khảo sát xong mà chúng ta thấy chưa làm được thì chúng ta báo cáo lại với tỉnh là hiện nay chúng tôi nghiên cứu kỹ rồi, kể cả kỹ thuật trong và ngoài nước chưa có thể làm được thì bây giờ xin phép tỉnh là cho đỡ đến khi khác. Thì các đồng chí thì kỹ thuật ở Trung ương đồng ý, các đồng chí mời các đồng chí ở những nước có kinh nghiệm sang giúp mình. Nhờ các đồng chí nước ngoài cộng với kỹ thuật trong nước, sau khi khảo sát kỹ, tập thể tôi và anh Tôn và một số các đồng chí nữa nghe xong, thấy là có thể mời các đồng chí kỹ thuật trực tiếp trình bày với tỉnh ủy và ủy ban, xem các đồng chí tỉnh ủy ủy ban cho ý kiến thế nào, xem có yên tâm với cái kỹ thuật như thế thì chúng ta mới làm. Còn nếu chưa yên tâm với kỹ thuật như thế mà ta làm thì rồi thì nếu có hỏng thì rất nguy hiểm, nó sẽ phá, rất nguy hiểm, nước mà nó chảy nó phá thì rất nguy hiểm. Thì sau khi các đồng chí Kim Ngọc, Hồ Ngọc Thu và thường vụ tỉnh ủy và thường trực ủy ban nghe xong, các đồng chí thấy là yên tâm, các đồng chí quyết định cho phép
tiến hành làm hồ đại lại. Nói như thế để các đồng chí thấy rằng việc làm hồ đại lại, một cái nơi mà nước chảy quanh năm mà không biết đâu đi đâu, mà trở thành một cái hồ chứa nước, thì các đồng chí phải nói là công tác kỹ thuật theo tôi là vô cùng biết ơn các đồng chí kỹ thuật. Chứ còn thanh niên xung phong chúng ta có thể chúng ta làm hết sức mình, dù khó đến mấy chúng ta cũng làm, nhưng mà không có kỹ thuật thì làm xong nó hết nước thì rất nguy hiểm. Vì thế cho nên hôm nay tôi không biết là có đầy đủ các đồng chí kỹ thuật có mặt ở đây không. Trước hết theo tôi phải cảm ơn các đồng chí kỹ thuật là những cái người chịu trách nhiệm về kỹ thuật nước để đảm bảo xây xong hồ thì hồ có nước và nước tràn đầy không chảy đi đâu. Thì cái này phải nói công lao lớn nhất là các đồng chí kỹ thuật. Còn anh em thanh niên xung phong chúng ta là những cái người xung phong làm, khó khăn đến mấy cũng làm, chịu được mọi gian khổ, chúng ta làm bằng được theo kỹ thuật. Thì kết hợp giữa kỹ thuật bằng lực lượng thanh niên xung phong, đến hôm nay chúng ta rất mừng, sau 55 năm hồ đại lại vẫn đầy nước. Và như thế là công lao anh chị em chúng ta cùng với các đồng chí kỹ thuật đã hoàn thành một nhiệm vụ Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc giao cho. Cho nên hôm nay được về giữ cái buổi gặp mặt hôm nay, tôi xin thành thật biết ơn các đồng chí kỹ thuật. Chứ không có kỹ thuật tốt, tôi chắc chúng ta không giữ nổi hồ đại lại. Vì thế cho nên hôm nay anh em thanh niên xung phong chúng ta có mặt ở đây, chúng ta vô cùng tự hào với cái sự đóng góp, mặc dầu gặp nhiều khó khăn đến đâu chúng ta cũng làm. Nhưng mà được kỹ thuật đảm bảo và được tỉnh ủy và ủy ban sau khi nghe kỹ cả kỹ thuật và cả lực lượng thanh niên xung phong, tỉnh ủy và ủy ban mới quyết định, anh Kim Ngọc và anh Hồ Ngọc Thu mới quyết định tiến hành khởi công xây dựng hồ đại lại. Tôi xin biết ơn tỉnh ủy, ủy ban, đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc đã cho con em cùng tôi gánh vác 4 năm trời để có hồ đại lại như hôm nay. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và chúc sức khỏe tất cả các đồng chí thanh niên xung phong. Tuổi hôm nay chắc đồng chí nào ít nhất thiếu trên 70, còn thì trên dưới 80, chúng ta trở thành các cô để mà giáo dục con cháu giữ được cái truyền thống của thanh niên xung phong. Thì đây là cái điều mong ước của tôi. Tôi chắc rằng cũng là điều mong ước của các bác, các anh, các chị và các đồng chí. Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho anh em thanh niên xung phong cái thời bây giờ, xin được biết ơn Đảng bộ Vĩnh Phúc, nhân dân Vĩnh Phúc đã chọn con em ra làm một cái công trình mà đến hôm nay con cháu chúng ta vui mừng thấy rằng hồ đại lại vẫn được đẹp, tươi mát và chứa với khối lượng trên 31 triệu cho khối với trên 500 lít ta nước mặt hồ để giữ nước. Tôi chắc rằng hồ này còn giúp cho hai huyện Bình Xuyên và Kim Anh có được cái đồng lúa tốt đẹp, ngày càng tươi vui, giúp cho đời sống nhân dân hai huyện có được điều sống như hôm nay là cái điều chúng ta góp phần nhỏ bé của mình. Một lần nữa, tôi xin được biết ơn tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã dành cái phần thưởng quý báu cho đội thanh niên xung phong, liên đội thanh niên xung phong làm hồ đại lại. Cho đến hôm nay chúng ta có mặt ở đây, hồ vẫn đầy nước và nước tưới cho đồng ruộng hai huyện Kim Anh, Bình Xuyên. Đây là cái điều chúng ta rất phấn khởi. Một lần nữa xin cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn các đồng chí tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã
tổ chức cuộc gặp mặt hôm nay cho anh em chúng tôi được gặp mặt nhau, đây là điều vô cùng quý báu. Với cái tuổi già sức yếu và được về gặp mặt nhau trong những cái ngày như thế này thì tôi thấy vô cùng biết ơn tỉnh ủy và ủy ban. Một lần nữa xin chúc tỉnh ủy, ủy ban, chúc các đại biểu và chúc tất cả các đồng chí thanh niên xung phong là bộ đại lãi sức khỏe, hạnh phúc và phát huy được cái truyền thống của chúng ta. Xin cảm ơn. Do nhiều nguyên nhân lịch sử để lại, ngày 18 tháng 5 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định số 1986 công nhận phiên hiệu thanh niên xung phong xây dựng Hồ Đại Lãi. Từ đó, Ban Liên lạc Thanh niên xung phong xây dựng Hồ Đại Lãi là mái nhà chung, là nhân chứng lịch sử giúp đồng đội được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Ban Liên lạc truyền thống thanh niên xung phong xây dựng Hồ Đại Lãi với 576 hội viên tham gia sinh hoạt trong tổ chức của Hội cựu thanh niên xung phong của tỉnh, và các đồng chí đã đóng góp những thành tích quý báu cho phong trào cựu thanh niên xung phong của tỉnh chúng ta. Kính thưa các đồng chí, ra đời trong giai đoạn có tính chất quyết định của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng thanh niên xung phong là biểu tượng sáng ngời của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, lực lượng thanh niên xung phong luôn nêu cao lòng yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần quyết chiến quyết thắng, đã góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Theo quyết định của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, tỉnh đoàn thanh niên lao động Vĩnh Phúc đã tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên xung phong đi lao động tập trung xây dựng hồ chứa nước Đại Lãi. Liên đội thanh niên xung phong Hồ Đại Lãi được thành lập ngày 17 tháng 10 năm 1959, tuy không trực tiếp ra chiến trường phục vụ chiến đấu, không xông pha nơi hòn tên mũi đạn, nhưng các đồng chí thanh niên xung phong xây dựng Hồ Đại Lãi đã đảm nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, vẻ vang ở hậu phương, đúng theo tinh thần đâu cần thanh niên có. Xây dựng công trình Đại Thủy Nông Hồ Đại Lãi góp phần phát triển kinh tế, xây dựng hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa vững chắc cho tiền tuyến miền Nam. Mặc dù lao động vất vả trong điều kiện sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn, nhưng với khí thế thi đua sôi nổi, một người làm việc bằng hai, công trình Hồ Đại Lãi đã được hoàn thành đúng tiến độ sau gần 4 năm thi công. Thành quả của những thanh niên xung phong ngày ấy không chỉ tạo ra một công trình thủy lợi có diện tích mặt nước 540 hecta, dung tích 31 triệu mét khối, một năm có thể cung cấp nước tưới cho gần 3.000 hecta ruộng sản xuất nông nghiệp, mà còn tạo nên một quần thể du lịch sinh thái cho Đại Lãi. Khi hoàn thành nhiệm vụ, hơn 1.000 con người anh hùng đã cùng chung sức đồng lòng dầm mưa dãi nắng lại trở về với đời thường với những hoàn cảnh sống và công việc khác nhau. 55 năm đã đi qua, những thanh niên xung phong ngày ấy bây giờ người còn người mất. Đáp lại công lao và tình cảm của các đồng chí thanh niên xung phong, Hồ Đại Lãi bây giờ đẹp và thơ mộng hơn và trở thành khu du lịch nổi tiếng. Những cống hiến của các đồng chí thanh niên xung phong xây dựng Hồ Đại Lãi là minh chứng cho khả năng to lớn của cán bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là lực lượng thanh niên xung phong sẵn sàng đảm đương và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân và tổ chức đoàn giao phó. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các đồng chí thanh niên xung phong, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thế hệ thanh niên Vĩnh Phúc ngày nay vô cùng tự hào và không quên công lao to lớn của lớp cha ông đi trước. Trong những năm qua, thanh niên Vĩnh Phúc đã thể hiện tấm lòng tri ân bằng nhiều việc làm hành động cụ thể và thiết thực. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thường xuyên phối hợp với Hội cựu thanh niên xung phong hướng dẫn giải đáp những thắc mắc trong việc lập hồ sơ giải quyết chế độ, tặng kỷ niệm chương thanh niên xung phong, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tổng rà soát chế độ chính sách cho thanh niên xung phong các thời kỳ. Đối với thanh niên xung phong xây dựng Hồ Đại Lãi, đến nay cơ bản đã hoàn thành việc đề nghị và được trung đoàn tặng kỷ niệm chương thanh niên xung phong. Làm sao có thể quên những mốc son lịch sử suốt những năm xây dựng Hồ Đại Lãi? Đó là các thời điểm công trường được đón nhận các phái đoàn của Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam về thăm,
công trường còn được đón Phó Thủ tướng Phạm Hùng, và ông đã ghi dòng chữ vào sổ vàng của công trường. Đặc biệt, đơn vị còn được đón Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Thủ tướng ân cần thăm hỏi, động viên, Thủ tướng ca ngợi phong trào thi đua lao động của thanh niên xung phong trên công trường. Ông Lê Đức Thịnh, trưởng ban tổ chức 55 năm thanh niên xung phong xây dựng Hồ Đại Lải, trưởng ban liên lạc, xúc động, bồi hồi, tâm sự. Thời gian thấm thoát 55 năm mà Đại Lải ngày nay khác xưa nhiều. Nhiều đồng chí mồ hôi công sức đã lao động trên công trường, đến ngày nay trở lại Đại Lải thấy vui mừng phấn khởi. Cảnh Đại Lải đẹp làm sao, núi ngọc rồi các nhà hàng mọc lên. Công sức của thanh niên xung phong xây dựng Hồ Đại Lải ngày nay được trở lại nơi mà mình đã lao động xây dựng. Báo cáo với các đồng chí, hôm nay đoàn đại biểu chúng tôi về thăm với tất cả các thanh niên xung phong, ai đó đều phấn khởi được sự đón tiếp của ban quản lý du lịch Hồ Đại Lải và các đồng chí là ở các khách sạn tạo điều kiện giúp đỡ tổ chức buổi tham quan du lịch vui vẻ đầy tình cảm, ai nấy đều vui vẻ tươi cười. Gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các bác, mong các bác giữ gìn sức khỏe để tiếp tục làm tấm gương cho chúng cháu mai theo. Xin chúc tất cả đồng chí, đồng đội luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, cùng nhau tích cực xây dựng Hội Cựu Thanh Niên Xung Phong chúng ta trở thành ngôi nhà chung thân thuộc của mọi nhà. Xin trân trọng cảm ơn. Về dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập đơn vị thanh niên xung phong xây dựng Hồ Đại Lải tỉnh Vĩnh Phúc. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố gửi đến các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa toàn thể các đồng chí, cách đây 60 năm thực hiện chủ trương của tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban Hành chính tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định điều động một lực lượng lao động chủ yếu là các đoàn viên thanh niên từ tỉnh đến xã. Thành phố Yên luôn mong nhận được sự quan tâm, tham gia đóng góp của các lực lượng thanh niên xung phong xây dựng Hồ Đại Lải để công trình gần 60 năm tuổi ngày đem lại hiệu quả, ngày càng được thiết thực hơn. Cuối cùng, chúng tôi xin kính chúc các đồng chí đơn vị thuộc đơn vị thanh niên xung phong xây dựng Hồ Đại Lải và các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt kính thưa ông Nguyễn Hoàng Quang, chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Vĩnh Phúc, kính thưa ông Đỗ Tràng Quảng, phó bí thư thường trực chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Phúc Yên, kính thưa các quý vị khách quý, các vị đại biểu, hôm nay tôi được về dự kỷ niệm 60 năm ngày như ngày hôm nay. Lần đầu tiên tôi xin được chúc các quý vị khách quý, các vị đại biểu và các ông các bà thanh niên xung phong xây dựng Hồ Đại Lải hôm nay mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và phát triển. Thay mặt ban tổ chức lễ kỷ niệm, tôi xin cảm ơn các quý vị lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí và anh chị em phục vụ. Cảm ơn Bộ Văn nghệ, Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Tam Dương. Cảm ơn các đồng chí phóng viên báo đài của tỉnh